Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Đất Tân Ninh. Ngày hôm nay em Hậu đang có mặt ở đây á, là ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh để gửi đến bà con mình một cái căn nhà. Căn này á, là cô chủ á, là xây là để ở, nhưng bây giờ á, là nhà là mới có một cái miếng đất nên nó muốn chuyển về Chạy Long Hoa để mà kinh doanh mua bán, nên gửi đến bà con mình cái căn nhà này. Nhà là trực tiếp chính chủ xây rất là kiên cố nha bà con. Đó, một cái căn nhà rộng rãi đó, ở đây á, là gần chợ, gần trường học, trong vòng bán kính á, ở đây á, chỉ có 900 m. Đó, theo cái con đường này là bà con mình á, sẽ đi ra đây là chợ Trường Lưu. Mình đi thẳng cái hướng này là bà con mình đi ra chợ Trường Lưu nha. Cái đường nhựa phía trước ở đây á, là đường Trường Đông, để bà con mình đi ra đường Nguyễn Văn Linh. Kế bên đây của mình á, là có một cái địa danh á, là Ao Thất Bủ đó, hoặc là Trí Huệ Cung, thì cách cái nhà của mình á là cũng chỉ có khoảng 900 mét thôi nha bà con. Đó. Nhà của mình á là bờ rào bờ tường xây rõ ràng hết. Cái cột đây, cột bên đây là sử dụng là cái cửa lùa cho bà con mình nè. Đó, trước nhà có một cái cây hoa sứ rất là tươi tốt ở đây. Đó, điện là bà con mình thấy là đi vô tới nhà mình hết luôn rồi nha. Đó, từ cái cây cột điện đó đổ qua bên đây là nhà của chúng ta. Khu vực á là dân cư là đông nè. Trường học á, ở đây kế bên mình có một cái trường trung học cơ sở là Nguyễn Thái Bình. Đó, trường mẫu giáo cũng có, ủy ban nhân dân xã, chợ Bách Hóa Xanh. Trong vòng bán kính chỉ có 900 mét thôi. Thì một cái căn nhà của chúng ta là xây cho bà con mình có thể thấy được thiết kế theo cái chữ L. Khu vực phía trước là khu vực phòng thờ, phía sau là phòng bếp. Đó, nhà là cột, toàn bộ cột á, là cô chủ chia sẻ với em á, là đều là cột đúc, cột đổ hết, chứ không phải là cột xây nha. Đó, nếu bà con nào mà ai đang muốn tìm một cái nhà mà để mà định cư, an cư lạc nghiệp gần chợ, gần trường học thì cái căn này nó sẽ phù hợp với bà con mình. Đây, bà con mình thấy nè, cửa nhà, ở đây là cửa bốn cánh ha, cửa sắt nha bà con. Kính này là kính lam nè. Đó, toàn bộ nhà là thạch cao trần thả, mặt dựng nhà là dán gạch, nền gạch là 60-60. Đó, những bà con nào mà ai đang muốn có cái nhà mà gọi là nhà xây kiên cố thì cái căn này rất phù hợp đối với bà con mình. Như bà con mình khi mình bước vào đây, chúng ta sẽ có một cái khu vực phòng thờ rất rộng rãi. Nó bà con mình thờ phượng thì rất là trang nghiêm ở đây. Chúng ta sẽ có một cái cửa sổ ở đây. Đó, cửa sổ này mở ra qua cái lối bên hông này cho chúng ta. Đó, và đây thì sẽ có một cái lối đi lại phía sau. Thì chúng ta sẽ có một cái căn nhà hai phòng ngủ. Đó, ở đây. Trong cái khu vực này thì bà con mình sẽ thấy có hai cái cửa sổ nằm bên đây. Đó, nhà mình cửa sổ rất nhiều, nó giúp nhà chúng ta thêm thoáng mát hơn ha. Và hai cái phòng ngủ nằm vị trí ở bên đây cho bà con mình. Đó. Tuy là phòng ngủ không lớn nhưng mà đầy đủ cái diện tích để cho chúng ta có thể sử dụng được. Và toàn bộ nhà thì được dán gạch lên nó làm 1,5 m hết cho bà con mình rồi. Đó. Khi bà con mình bước xuống đây, đó thì đây vừa là phòng khách nè. Đó, kết hợp với khu vực phòng bếp ở đây. Đó, tại vì nhà thì hiện tại thì chỉ có hai người ở. Đó, nên cái diện tích như vậy thì em Hậu nghĩ nó đầy đủ công năng cho bà con mình ha. Khu vực bếp ở bên đây cho bà con mình luôn nè. Đó. Còn ở đằng sau có thêm một cái bếp nữa, nếu bà con mình không thích nấu nướng đây thì mình nấu nướng ở phía sau. Đấy, bên đây phòng khách của chúng ta ra cái chữ L bên đây. Cửa sổ có nè. Bên đây mình có một cái cửa chính. Đó. Bà con mình mà đi ra đi vô là mình đi sẽ đi cái cửa bên đây thường xuyên hơn. Chỗ này bà con mình thấy cái sân này là cô chủ là đổ bê tông luôn nha. Đó, rất dày. Đó, mình đi thẳng lên cái cửa trên và một cái hàng cây bên đây với rất nhiều cây, nó như là ổi nè, vú sữa, xoài, nó đầy đủ hết. Và chúng ta thấy á, ở đây bà con thấy có những cái ống nước là nước này nè, nước mưa sẽ được chảy ngược ra phía trước luôn. À, bà con mình thấy thiết kế như vậy hợp lý không? Đấy. Một cái nhà mà giá chưa tới 1 tỷ nha bà con, đó căn nhà chưa tới 1 tỷ. Khu vực ở sau đây vừa là phòng giặt, mình có một cái sàn nước rất to, nhiều khi mình đám tiệc này kia nọ mình ở đây ha. Và bên đây thì mình có một cái nhà tắm và nhà vệ sinh ở bên đây cho bà con mình. Đó. Nhà tắm, nhà vệ sinh sẽ riêng biệt với nhau. Và đây, chỗ này là nhà tắm của chúng ta. Và bên đây là một cái nhà vệ sinh. Đó, tách biệt rời ra hết cho bà con mình luôn. Khu vực sau này á, thì bà con mình sẽ có một cái sân sau. Đó, vừa có thể để phơi đồ được. Và bà con mình thấy cô chủ có thiết kế một cái bếp ở phía sau này để mình nấu nướng ở đây ha. Đó, chỗ này thì có một cây dừa, cây mít. Đó,
bà con nào mình thích trồng cây này kia nọ thoáng mát thì cái đây là một cái bất động sản mà vừa ở được nè, trồng cây được nè, gần chợ, gần trường học, thuận tiện cho bà con mình. Nó từ đây bà con đi về chợ Long Hoa, nó về Tòa Thánh Tây Ninh là mất khoảng 7 km. Đó, mình có một cái căn nhà một trệt, hai phòng ngủ, thiết kế theo nhà dạng chữ L, xây kiên cố. Đó, nhà là sử dụng là cột đúc trực tiếp cô chủ nhà xây dựng luôn. Bà con mình thấy hợp lý không? Và bây giờ á thì mình xem qua cái cuốn sổ đất coi coi cái cuốn sổ này nó sẽ như thế nào ha. Xin mời bà con. Ở đây chúng ta sẽ có thửa đất số 495 tờ bản đồ số 6 thuộc ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Diện tích là 248 m² và đất ở nông thôn là 70 m. Còn lại là đất trồng cây lâu năm hả bà con. Này, đường của chúng ta là đường 10 m nè, chiều ngang phía trước là 8 m, ở phía sau á là chúng ta có một cạnh là 25 m 7, một cạnh là 36 m. Đó, và nhà mình là quay về là hướng tây nam hả bà con. Với một cái căn nhà như vậy thì theo bà con mình giá của nó là bao nhiêu à? Đó, 1 tỷ, 2 tỷ hay là bao nhiêu? Chỉ có 990 triệu thôi là bà con mình sở hữu được một cái nhà như vậy rồi. Vừa nhà vừa đất, nhà thì xây dựng kiên cố. Thì bây giờ mà trong cái thời buổi này nếu mà bà con mà xây cái nhà như vậy thì đâu đó nó cũng phải từ 600-700 triệu đúng không ạ? Đó, mà trong khi á vừa nhà vừa đất mà cô chủ á bán cho bà con mình chỉ có 990 triệu, coi như tiền đất nó không có nhiều luôn, quá rẻ đúng không? Đó, và căn nhà này thì xây dựng cách đây á là được 3 năm rồi. Đó, thì bà con nào quan tâm có thể liên hệ 0839 666 736 để bên em có thể hỗ trợ bà con mình, dẫn bà con mình đi xem nhà nha. 990 triệu sở hữu một cái căn nhà như vậy quá là tuyệt vời đúng không bà con? Đó, và theo bà con thì cái nhà này với mức giá 990 triệu thì có phù hợp hay không? Bà con mình có thể bình luận ở dưới cái video này để em Hậu có thể nắm được thông tin và đóng góp ý kiến đến cô chủ nhà nha bà con. Chỉ có 990 triệu thôi mà ngay ở đây là có trường học Nguyễn Thái Bình nè, đó, điện thờ Thánh Thất Phật Mẫu Trường Lưu nè, chợ Trường Lưu nè, Ủy ban Nhân dân xã Trường Đông, đó, rất là thuận tiện. Nếu mà bà cô chú nào ở Sài Gòn lên đây á thì mình đi cái đường quốc lộ 22, mình đi vô đường Nguyễn Lương Bằng hoặc là đường Trường Đông để mình vô bất động sản nó cũng được nữa. Đó, và bây giờ thì em Hậu sẽ đi ra cái đường phía ngoài để cho bà con mình xem coi nó có gần, có phù hợp với bà con mình hay không nha, cùng em. Và bây giờ từ cái vị trí căn nhà, em Hậu sẽ đi ra cái đường lớn phía ngoài để cho bà con mình dễ hình dung hơn. Như bà con mình thấy nè, khu vực này nhà cửa cũng rất là đông luôn ha. Và khu vực này thì được thiết kế theo dạng ô bằng cờ, nên có rất là nhiều cái ngã tư. Bà con mình quẹo qua quẹo lại, đi ra những cái đường lớn thì di chuyển rất là dễ dàng cho bà con mình luôn. Thì ở đây thì cũng có rất là nhiều nhà xưởng, như là những cái xưởng sản xuất bánh tráng đâu á, là nằm ở khu vực Trường Đông này cũng rất là nhiều luôn. Và từ ngay chỗ quốc lộ 22B mà bà con mình đi về cái bất động sản của chúng ta cũng thuận tiện nè. Còn bà con nào mà từ đây mà mình đi lên chợ Long Hoa về Tòa Thánh Tây Ninh á thì mình đi cũng có 7 cây thôi. Thì ngay vị trí này là có một cái xưởng sản xuất bánh tráng cũng rất là lớn ở đây nha bà con. Bà con mình thấy đây là bánh tráng, cũng đây là một đặc sản của Tây Ninh luôn nè. Và ngay vị trí này đây là đường Trường Đông. Nếu bà con mình quẹo trái là mình đi ra ngoài ngay chỗ đường Nguyễn Văn Linh luôn, sát bên đây, bên đây mình có nhiều nhà xưởng công ty, công ty Tân Thí rồi bánh tráng Đồng Tâm rồi nữa. Bà con mình thấy thuận tiện không? Chỉ chạy ra đây là bà con mình tới ngay chỗ là đường Nguyễn Văn Linh rồi. Bà con quẹo phải là mình đi về chợ Trường Lưu, Ủy ban Nhân dân xã Trường Đông, điện thờ Phật Mẫu và Thánh Thất Trường Lưu ở đây. Đó, và mình có thể là đi ra là đường Nguyễn Lương Bằng và để ra đường quốc lộ 22B luôn. Còn bây giờ mình quẹo trái á, là bà con mình sẽ đi về Trí Huệ Cung, ao Thất Phụ nằm ngay vị trí này. Tại vì mình đi theo cái đường vòng, chứ nếu mà bạn tính ra vị trí á, thì cái căn nhà của chúng ta là sau lưng ao Thất Phụ luôn đó bà con. Rất là thuận tiện cho bà con mình ha. Và đặc biệt
những bà con bên đảo Cao Đài thì em Hậu nghĩ là cái khu vực này thì cũng là một cái sự lựa chọn cho bà con mình. Đường Nguyễn Văn Linh đoạn này thì hiện tại thì cũng đang triển khai làm cống thoát nước và mở rộng đường, cũng rất đang làm luôn. Nên bà con mình di chuyển rồi đi lại nó cũng rất là dễ dàng. Bên tay trái em đây là một cái địa danh nổi tiếng của Tây Ninh, cũng như là bên bà con bên đảo Cao Đài là ao Thất Vũ, nằm vị trí này nha bà con. Những bà con nào mà ở xa đến đây, bà con mình có thể đến ngay chỗ vị trí ao Thất Vũ hoặc là Trí Huệ Cung và alo cho kênh mua bán nhà đất Tây Ninh theo số điện thoại là 0839666736 để em hỗ trợ bà con mình ha. Và kênh mua bán nhà đất Tây Ninh là chuyên mua bán, ký gửi, nhận quay video review bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh hoàn toàn miễn phí. Nên quý cô chú, anh chị và các bạn ai đang có nhu cầu muốn ký gửi bất động sản, tìm mua bất động sản thì cũng có thể liên hệ để bên em có thể hỗ trợ cho bà con mình nha. Bên tay trái em đây là Trí Huệ Cung, một trong những địa điểm tham quan lui tới của rất nhiều bà con trong và ngoài tỉnh Tây Ninh ha. Thì video của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.